sáng nay, phong trào Hamas ở Palestine xác nhận lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đã bị giết tại Iran. Theo một tuyên bố của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Haniyeh cùng với một vệ sĩ của ông đã thiệt mạng tại dinh thự của ông ở Tehran. Ông đã đến thăm Iran để dự lễ tuyên thể nhậm chức của tân Tổng thống Iran. Ông Ismail Haniyeh là nhà lãnh đạo chính trị lâu năm của nhóm chiến binh Hamas. Ông Ismail Haniyeh năm nay 62 tuổi, sinh ra trong một trại tị nạn gần thành phố Gaza và tham gia Hamas vào cuối những năm 1980 trong cuộc nổi dậy Intifada đầu tiên. Khi Hamas trở nên hùng mạnh, ông Haniyeh đã thăng tiến qua các cấp bậc, trở thành thành viên của ban lãnh đạo tập thể bí mật vào năm 2004, sau đó được bổ nhiệm làm thủ tướng của chính quyền Palestine vào năm 2006. Đến năm 2017, ông đã trở thành thủ lĩnh của nhóm trong những năm qua, ông đã tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter và gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới khác bao gồm Quốc vương Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Theo Hamas, vào tháng Tư các cuộc không kích của Israel đã giết chết ba người con trai và bốn người cháu của ông Hanie.